Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Miền Bắc nắng mạnh, miền Trung nóng gắt, còn tại miền Nam tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đó là trạng thái thời tiết chủ đạo diễn ra trong ngày hôm nay. Với Bắc Bộ, trong hôm nay vùng thấp nóng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ tại Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 36 cho tới 38 độ. Một số nơi còn có nhiệt độ lên tới 39, 40 độ. Nắng nóng cũng mở rộng hơn ra cả khu vực ven biển và nhiệt độ sẽ đều cao trên 35 độ. Các khu vực còn lại của phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cũng cao, 35 đến 37 độ. Miền Trung cũng là một trong những khu vực chịu tác động nhiều nhất của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo tại đây, không chỉ hôm nay mà cả những ngày tới. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 35 cho tới 38 độ. Các tỉnh vùng núi phía Tây ở các khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt lên đến hơn 39 độ. Đối với các tỉnh thành từ Khánh Hòa trở vào tới Bình Thuận, thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Xuôi về phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Một số nơi tại Đông Nam Bộ mức nhiệt trong khoảng 36-37 độ. Còn với khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Tây Nguyên dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Dự báo nắng nóng tại đây sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời tiết nắng nóng gây khó chịu mệt mỏi. Quý vị và các bạn nên chú ý bổ sung đủ nước, tập luyện thể thao ở mức độ vừa phải, tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày và hạn chế làm việc lao động ngoài trời trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe. Trên biển trong hôm nay và khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến ít mưa, ngày nắng, thịnh hành gió Nam đến Đông Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ gió có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Tàu thuyền khi lưu thông thì cần phải chú ý sóng cao, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Nam đến Đông ở mức cấp 4 cho tới cấp 5. Tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động lưu thông và đánh bắt xa bờ. Hôm nay miền Bắc tiếp tục quá trình tăng nắng, tăng nhiệt do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây. Ngay từ 8 giờ sáng, nắng đã bắt đầu xuất hiện. Đến trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36-37 độ. Dự báo, nhiệt độ ngày mai còn có thể cao hơn nữa. Do vậy, quý vị nên bổ sung nước và có các biện pháp chống nắng, chống nóng. Tối và đêm trời lại mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất còn khoảng 25 độ. Với thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng tác động của vùng thấp nóng, nên trời không mưa, ban ngày nắng gắt từ sớm. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ lên tới 37 độ. Trời nắng nóng gay gắt và thời gian nóng trong ngày cũng xuất hiện từ 11 tới 16 giờ chiều. Cũng giống như thủ đô Hà Nội, tối và đêm nay thành phố biển lại chuyển mát mẻ, nhiệt độ hạ về còn 25-26 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng tới chiều trời nắng với cường độ mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35-36 độ. Đi cùng là hiệu ứng đô thị nên cảm giác oi nóng sẽ gia tăng. Đến chiều tối những cơn dông nhiệt có khả năng xảy ra. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm cơn dông. Dự báo trong 3 ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên thời tiết miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nơi nằm gần với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ có mức nhiệt độ còn cao hơn, cục bộ có nắng nóng gay gắt.
Về chiều tối có thể cục bộ xuất hiện mưa dông vài nơi, người dân cần lưu ý về các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông sét, mưa đá có thể đi kèm trong các tháng giao mùa này. Miền Trung cũng là một trong những khu vực chịu tác động nhiều nhất của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên tại đây nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo trong những ngày tới. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 cho tới 38 độ. Các tỉnh vùng núi phía Tây tại các khu vực từ Nghệ An tới Quảng Trị có thể đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt lên tới trên 39 độ. Đối với các tỉnh thành từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 cho tới 35 độ. Và do thời tiết oi nóng kèm theo độ ẩm trưa chiều thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ hay cháy rừng cục bộ. Người dân cần hết sức chú ý khi sử dụng điện, hạn chế đốt rơm rạ cỏ khô. Nhận định xa hơn, nắng nóng có thể có dấu hiệu hạ nhiệt từ khoảng ngày mùng 5 tháng 4. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít có sự biến động về thời tiết, phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều. Miền Đông có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 cho tới 37 độ, có nơi cao hơn. Khu vực miền Tây có mức nhiệt từ 33 đến 36 độ. Số điểm nắng nóng trên 35 độ cũng có xu hướng tăng hơn trong thời kỳ 3 ngày tới. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Ayunpa, Treo Reo có thể trên 37 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến ít mưa, ngày nắng, thịnh hành gió Nam đến Đông Nam, mức cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ gió có lúc cấp 6 và giật trên cấp 6. Tàu thuyền khi lưu thông thì cần phải lưu ý sóng cao, biển động. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Nam đến Đông, mức cấp 4 cho tới cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động lưu thông và đánh bắt xa bờ. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết cuối ngày mùng 1 tháng 4. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.